Ngày 16 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Tham dự buổi họp báo có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Bá Hoan, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện các bộ ban ngành liên quan. Phát biểu khai mạc họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội của người dân dựa trên quyền con người theo quy định của hiến pháp, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động đang làm việc và người hưởng lương hưu. Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi gồm 9 chương, 133 điều. Nội dung sửa đổi chính tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn, gồm xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng linh hoạt, mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội bao gồm cả lương hưu bảo hiểm xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội. Bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội và đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được đăng tải trên website chính phủ www.chínhphủ.vn Website Bộ Lao động Thương binh Xã hội www.molisa.gov.vn để xin ý kiến các cơ quan, bộ, ngành, địa phương và nhân dân từ ngày 28 tháng 2 đến 30 tháng 4 năm 2023